Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, dầu cạn kiệt, đếm ngược tuổi thọ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Năm 2020 sắp hiện ra với sắc màu tê tái dành cho nền ngân sách thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng của Việt Nam. Tương lai đen tối trên đang biểu hiện trong bối cảnh hiện thời các nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và cả nguồn kiều hối của khúc ruột ngàn dặm đều bị đát. Từ năm 2014, chính thể Cộng sản Việt Nam đã không còn nhận được nguồn vốn ODA đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi, trong khi đó lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017 và 2018 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh 13,5 tỷ đô la vào năm 2015. Trong khi đó, tốc độ bóp hầu bóp cổ dân chúng thông qua thành tích thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước và được giới quan chức Việt Nam tự sướng bằng cách tính từ đáng khích lệ sẽ khó lòng gia tăng hơn nữa trong những năm tới. Trong cơ cấu thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của chính thể độc tài ở Việt Nam có một tiểu phần đáng chú ý, thu từ dầu thô đạt đến 68% dự toán cả năm. Tỷ lệ trên là khá bất thường so với mức thu ngân sách từ dầu thô vào khoảng 50% hoặc nhỉnh hơn đôi chút trong nửa đầu những năm gần đây, cho thấy vào năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, doanh nghiệp độc quyền khai thác dầu khí nằm dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chỉ đạo để tìm cách đẩy nhanh, đẩy gấp tiến độ khai thác dầu khí trong bối cảnh tình hình Biển Đông vẫn rất phức tạp, theo lối mào đầu ấp úng của giới tuyên giáo Cộng sản Việt Nam. Cơ chế đẩy nhanh tốc độ khai thác dầu khí của PVN cũng cho thấy trước đó Đảng Cầm quyền và Bộ Quốc phòng Việt Nam có thể đã nắm được một số tin tức xác thực mà từ đó có thể dự báo là phía Trung Quốc sẽ mần tiếp vụ bãi tư chính vào năm 2019. Do đó, nếu PVN cứ nhẩn nha khai thác dầu như những năm không xảy ra gấu ó giữa đảng anh và đảng em thì nhiều khả năng sẽ không kịp hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô trong nửa cuối năm 2019 và ngân sách chính phủ sẽ bị hụt thu nghiêm trọng. Còn nếu các lô dầu khí của PVN ở Biển Đông Việt Nam bị tàu Trung Quốc quần thảo trong suốt nửa cuối năm 2019 thì coi ngân sách Đảng Cộng sản Việt Nam mất ăn. Chẳng có gì khó khăn để đưa ra dự báo mất ăn trên bởi liên tiếp trong 2 năm trước 2017 và 2018, Trung Quốc đã tổ chức hai chiến dịch tống tiền người đồng chí tốt của mình ở khu vực bãi tư chính, nơi không có mặt tập đoàn dầu khí nào của Hoa Kỳ mà chỉ có chủ yếu tập đoàn dầu khí của Repsol Tây Ban Nha liên danh với PVN để khoan thăm dò khai thác mỏ dầu cá rồng đỏ. Kết quả của hai chiến dịch trên của đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc theo cách ca tụng rất thiếu bộ não của giới quan chức Cộng sản Việt Nam là khá mỹ mãn. Rốt cuộc, Repsol không chịu nổi sức ép và đã phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng theo yêu cầu của phía Việt Nam, còn PVN của Việt Nam thì không những bị đình trệ kế hoạch khai thác mỏ cá rồng đỏ mà còn chịu nguy cơ phải bồi thường cho Repsol đến khoảng 300 triệu đô la chi phí mà Repsol đã ứng ra cho hoạt động nghiên cứu thăm dò dầu ban đầu. Không những thế, Trung Quốc còn chớm đạt được mục tiêu ban đầu nằm trong cả một chiến lược dài hạn là dần biến vùng chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam bãi tư chính thành khu vực tranh chấp pháp lý, làm nền tảng cho khả năng Bắc Kinh sẽ đưa hẳn những giàn khoan lớn vào khu vực này để cướp dầu khí của đảng em. Đến lúc này, dù chẳng muốn chút nào, cơ quan phụ trách về nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như duy nhất để nuôi đảng, dầu khí là Bộ Công Thương vẫn phải hô hoán cảnh báo về mối nguy hiểm cạn kiệt dầu khí đang cận kề. Trong 10 tháng đầu năm 2019, sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 8,6 tỷ mét khối, tăng 1,9 so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng khai thác dầu thô ước
chỉ đạt 11,1 triệu tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động khai thác dầu ở các mỏ chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy kiệt, sản lượng giảm mạnh. Các mỏ mới phát hiện đều khá nhỏ, cận biên. Điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, chi phí cao, bản báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 của năm 2019 thừa nhận. Kết quả khai thác khá thất vọng trên là chuỗi tiếp nối của hai năm 2017 và 2018. Khi hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam bị Trung Quốc gây sức ép tại mỏ cá thông đỏ ở Bãi Tư Chính, mỏ Lan Đỏ và cả mỏ cá voi xanh mà đã khiến cho Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam mất ăn ngay trên vùng biển chủ quyền không thể tranh cãi của mình. Đến lúc này, cấp độ hô hoán đã được chuyển từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam PVN lên Bộ Chủ quản mà chẳng mấy chốc đã chiếm phần nổi bật trong báo cáo kêu than của Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Những năm tới sẽ là một thách thức khủng khiếp làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam và PVN tìm ra được nguồn trữ lượng dầu khí mới ở Biển Đông để thay thế cho những mỏ sắp biến thành dĩ vãng để ngân sách của Đảng lẫn Đảng khỏi chết theo. Ngay trước mắt là một mất cân đối quá lớn đối với khoa học khai thác dầu khí năm 2017. Sản lượng khai thác quy đầu của PVN lên đến 25 triệu tấn nhưng phần tìm kiếm thăm dò gia tăng trữ lượng chỉ là 4 triệu tấn. Trữ lượng mới chỉ đạt 1/6 sản lượng đang khai thác. Nếu tình trạng mất cân đối giữa tìm kiếm thăm dò và gia tăng trữ lượng khai thác vẫn tiếp tục như hiện nay thì chỉ vài năm nữa sản lượng khai thác dầu khí của PVN sẽ chỉ còn 1/3 sản lượng so với hiện thời. Vào đầu năm 2017, một báo cáo của PVN đã thừa nhận rằng gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2017 đạt thấp hơn nhiều so với mục tiêu chiến lược đề ra. Mục tiêu đề ra trong nước là 20-30 triệu tấn một năm và ở nước ngoài là 8-12 triệu tấn một năm. Tổng cộng là 28-42 triệu tấn một năm, nhưng trong hai năm 2016 và 2017, PVN đều không hoàn thành khi đạt thấp hơn nhiều. Năm 2016 đạt 16,66 triệu tấn quy dầu và năm 2017 đạt 4,01 triệu tấn quy dầu. Hầu hết các mỏ đều đã khai thác trong thời gian dài và đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên hàng năm 15-30%. 2017 cũng là năm gia tăng trữ lượng dầu khí thấp nhất từ trước đến nay, chỉ đạt 4 triệu tấn dầu, thấp nhất lịch sử. Một quan chức của PVN là Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn phải thừa nhận, trước đây hàng năm PVN khoan 30-40 giếng thăm dò, chi phí tốn từ 2 đến 2,5 tỷ đô la, gia tăng được 35-40 triệu tấn quy dầu. Thế nhưng từ năm 2015 trở lại đây, đầu tư của ta và nước ngoài chỉ đâu đó 400-500 triệu đô la cho tìm kiếm thăm dò, giảm 5 lần so với trước đây. Với tình trạng trữ lượng dầu cạn kiệt nhanh chóng trong khi quá khó để tìm ra nguồn trữ lượng mới, có thể hình dung là vào năm 2021, ngân sách chế độ sẽ mất hẳn số thu hàng trăm ngàn tỷ đồng từ PVN, mà do đó sẽ kiến tạo một lỗ thủng toang hoác không lấy gì để bù chám vào ngân sách tồi tệ của chế độ Cộng sản Việt Nam. Trước đó, vào những ngày đầu năm 2019, PVN mang lại một thất vọng tím tái cho cấp trên của nó khi thông báo rằng căng thẳng ở Biển Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trong năm nay. Cụ thể, PVN tự dự tính sẽ khai thác 12,37 tấn dầu thô trong năm nay, giảm 11,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ 11,45% thậm chí còn thấp hơn mức tiết giảm dự kiến 10% mỗi năm của PVN vào năm 2018.
Còn trước đó nữa, vào tháng 11 năm 2018, PVN lần đầu tiên cho biết với trữ lượng gia tăng quá thấp khiến từ nay đến năm 2025, sản lượng khai thác dầu sẽ giảm đều đặn mỗi năm 10%, tương đương với hơn 2 triệu tấn. Vào năm 2017, sản lượng khai thác quy dầu của PVN lên đến 25 triệu tấn, nhưng với đà suy giảm tự nhiên và với mức giảm bắt buộc hơn 2 triệu tấn một năm, đến năm 2025, sản lượng khai thác quy dầu sẽ cao lắm là 10 triệu tấn một năm. Còn nếu trong giai đoạn 2019-2025 mà PVN phải chịu sức ép quá mạnh từ chính phủ và Bộ Chính trị Đảng để phải giữ nguyên hoặc thậm chí gia tăng sản lượng khai thác dầu khí nhằm bù đắp cho một nền ngân sách mau chóng cạn kiệt, đặc biệt là gần như cạn hoàn toàn các nguồn ngoại tệ dùng để trả nợ nước ngoài và chi xài cho công tác ăn tiêu trong Đảng. Đến năm 2025, PVN sẽ có thể chẳng còn dầu để mà khai thác nữa. Những thông tin trên là chuỗi tiếp nối logic của một thông tin từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Vietso Petro vào đầu tháng 2 năm 2018 về việc móng mỏ Bạch Hổ còn quanh quẩn 10 triệu tấn, tối đa chỉ khai thác được 4 đến 5 năm nữa thôi. Tại hội nghị tổng kết năm 2017 của PVN, điều đó có nghĩa là ngay cả mỏ Bạch Hổ cung cấp sản lượng lớn nhất chiếm 60% sản lượng của PVN từ xưa đến nay đã vào giai đoạn suy kiệt. Vào năm 2021 và 2022, khi mỏ Bạch Hổ trở thành mỏ chết, PVN sẽ phải dựa hoàn toàn vào 40% sản lượng còn lại, với điều kiện trữ lượng của mỏ dầu còn lại vẫn còn mà không suy kiệt hẳn như mỏ Bạch Hổ. Năm 2020 sắp hiện ra với sắc màu tê tái dành cho nền ngân sách thiếu hụt ngoại tệ trầm trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai đen tối trên đang hiển hiện trong bối cảnh hiện thời của nguồn ngoại tệ mạnh từ viện trợ không hoàn lại, viện trợ ODA và cả nguồn kiều hối của khúc ruột ngàn dặm đều khá bì đát. Từ năm 2014, chính thể Việt Nam đã không còn nhận được nguồn ODA đáng kể nào, còn từ năm 2018 đã không còn ODA ưu đãi. Trong khi đó, lượng kiều hối gửi về Việt Nam vào năm 2017 và 2018 có thể sụt giảm đến phân nửa so với mức đỉnh 13,5 tỷ đô la vào năm 2015. Trong khi đó, tốc độ bóp hầu, bóp cổ của dân chúng thông qua thành tích thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước và được giới quan chức chế độ Cộng sản Việt Nam tự xướng bằng tính từ đáng khích lệ sẽ khó lòng gia tăng hơn trong những năm tới. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 và 11 năm 2019, một sự thật mà giới đại biểu nghị gật phải thừa nhận là cơ cấu thu chưa bền vững do những khoản thu từ dầu khí và tiền sử dụng đất bị giảm mạnh, kể cả tại con bò sữa thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thu từ ba khối doanh nghiệp đều không đạt được kế hoạch chỉ tiêu ở trên giao cho. Cũng trong khi đó, nợ công của Việt Nam đang khốn quẫn ghê gớm. Hiện thời, nợ nước ngoài của chính phủ được công bố chính thức đã vượt quá 100 tỷ đô la, còn nợ nước ngoài của khối doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, cũng hơn 100 tỷ đô la. Nếu tính cả phần vay nợ nước ngoài trong tổng nợ công vào thời điểm năm 2019 có thể xấp xỉ 500 tỷ đô la, tức gấp hơn 2 lần GDP mỗi năm của Việt Nam. Gần 500 tỷ đô la bao gồm nợ công Việt Nam đã được xác định là 431 tỷ đô la vào năm 2016. Nợ công với nợ tăng thêm mỗi năm khoảng 20 tỷ đô la từ năm 2017 đến nay. Thực tế sống sượng và quá nguy cấp là hoàn toàn phản ngược với lối báo cáo nợ công vẫn dưới ngưỡng nguy hiểm 65% GDP của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Nổi lên trên bức tranh khốn quẫn ấy, dầu thô nguồn tài nguyên gần như duy nhất để nuôi Đảng đang biến thành kim đồng hồ đếm ngược tuổi thọ của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam theo đúng quy luật của Marx, kinh tế quyết định nền chính trị.
Nhưng những năm tuổi còn lại ấy thậm chí còn khó có thể trôi giạt và ăn bám như kế hoạch giảm dần sản lượng dầu khai thác của PVN, với lý do là khi PVN lên kế hoạch này thì chưa xảy ra vụ Trung Quốc quyết liệt cho tàu khống chế khu vực bãi Tư Chính và đòi Việt Nam phải cùng hợp tác khai thác dầu khí, mà về thực chất là ép Bộ Chính trị đảng em phải mời kẻ cướp vào nhà để chia bôi tài sản với tỷ lệ có thể đến 60% dành cho Bắc Kinh. Cũng bởi thế, cái kim đồng hồ đếm ngược không biết còn có cơ hội để chạm mốc 2025 hay sẽ chết trước đó. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.